ấn tượng nhất, sâu sắc nhất trong đầu mình đó là khách hàng là tài sản của doanh nghiệp. Mình cứ nghĩ tài sản doanh nghiệp của mình phải là cái vật sản phẩm, cơ sở vật chất, là nhân viên, những cái thứ khác mới là tài sản doanh nghiệp. Nhưng mà đúng ra rằng khi mình học sâu hơn, hiểu sâu hơn thì khách hàng mới chính là cái tài sản mà quý nhất và quan trọng nhất. Chính bản thân của cái người founder một ngày nào đó cũng có thể xê dịch đi, không còn làm chủ doanh nghiệp đó nữa. Những nhân viên ở với mình thì những ngày đầu tiên, một ngày nào đó họ cũng sẽ xê dịch đi một cái vị trí khác, cơ sở vật chất. Nhưng mà nếu như mà khách hàng là những cái người trung thành với cái sản phẩm, với những cái chức lý kinh doanh của cái doanh nghiệp đó, thì họ có thể là trường tồn. Mà cái trường tồn ở đây không phải là họ sống trường tồn, hay là họ có thể lan tỏa, họ có thể là tiếp tục dùng, họ còn lan tỏa đi nữa. Thì cái khách hàng đó mới chính là cái tài sản quý giá của doanh nghiệp. Muốn cái tài sản của mình nó được nhân lên thì cách sử dụng cái tiếp thị liên kết là một trong những cái cách rất là tối ưu để mình có thể tạo ra được nhiều cái tài sản quý giá đó.